thi đấu giải U19 nữ Đông Nam Á, Việt Nam ra quân thắng lợi. Hôm nay, đội tuyển nữ U19 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội Singapore trong khuôn khổ giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Indonesia. Giải vô địch bóng đá U19 nữ Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Palembang, Indonesia đã chính thức khởi tranh từ 5 tháng 7, bảng A. Trong khi đó, phải đến chiều nay 6 tháng 7, bảng B mới bắt đầu thi đấu lượt trận đầu tiên. Bảng B có 3 đội bóng là đội nữ U19 Việt Nam, Singapore và Malaysia. Vì có 3 đội nên lượt trận đầu tiên của bảng B diễn ra vào chiều 6 tháng 7 chỉ có 1 trận đấu. Vào lúc 15:30, đội tuyển nữ U19 Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển nữ U19 Singapore trên sân Jakabaring Athletic Field. Ở bảng B, đội tuyển nữ U19 Việt Nam được đánh giá là mạnh nhất. Chính vì vậy, mục tiêu của đội bóng do huấn luyện viên Akira Iri dẫn dắt không có gì khác ngoài việc giành vé đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Cho đến lúc này, đội tuyển nữ U19 Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải đấu. Thời tiết tại TP Palembang lúc này là khá nóng, nhiệt độ cao. Mặc dù vậy, đội tuyển nữ U19 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi khi trước đó, các học trò của ông Iziri đã hội quân và tập luyện tại Hà Nội, nơi cũng có điều kiện thời tiết khá giống với Palembang. Đánh giá về đối thủ Singapore, ông Akira Iziri cho biết đội nữ U19 Việt Nam đã rất tích cực chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên vào với Singapore. Toàn đội phải tập trung giải quyết từng trận một và cố gắng hết sức đạt thành tích tốt nhất ở bảng đấu này. Bên cạnh đó, bảng C cũng sẽ bắt đầu khởi tranh lượt trận đầu tiên từ chiều 6 tháng 7. Theo đó, đội tuyển nữ U19 Thái Lan sẽ đá trận ra quân gặp đội Philippines. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.